Trời ơi, trời ơi, anh Hoàng, anh nói em nhắm mắt mà. Yêu cầu cô đừng gọi tên tôi bằng một cách thân mật như vậy. Gọi anh hay là phục vụ là được rồi. À, em thích uống trà sữa. Không oán cho cô nữa, cô về giùm tôi đi. Anh đuổi em phải không? Em về á, nhưng mà em sẽ đợi anh trước cổng. Cho đợi đến sáng mai luôn. Ê, cái anh kia, tôi thấy cái dáng vẻ bên ngoài của anh đó coi cũng được đó, mà anh đối xử với người ta kỳ quá vậy. Tôi thấy cái cô kia rất là xinh đẹp, dáng vẻ rất là mong manh dễ vỡ, cổ đâu có làm gì tội tình gì đâu. Anh đối xử kỳ quá, đối xử tệ bạc quá vậy. Thứ nhất đó là tôi không đối xử tệ với người ta, và người ta làm phiền tôi chứ tôi không làm phiền người ta. Cái thứ hai á, đừng có xưng tôi với tôi, bởi vì tôi lớn hơn cậu đó. Cái đồ Thạch Chanh. Ủa, Lý Thông. Ê, chẳng lẽ giờ để tụi nó lỏng hành vậy à? Tính sao? Mày đợi chút đại ca đến đã. Chẳng lẽ đại ca để cho mày thiệt hả? Rồi xong rồi đó cô. Suy giỡn hả mày? Suy thiệt mà cô. Mày mà đánh thương gì tao là chết với tao nghe chưa? Dạ, cô yên tâm. Mà cô, anh cho con xin tiền nha cô. Tiền bạc gì? Đi. Biết. Hồi nãy con đánh dài cho cái cô đó đó, cô mới trả tiền cho con. Cảm ơn anh chú. Quay, hey. Làm gì cười hả mày? Có lần sau mà chết mày với tao hay chưa? Anh hai, giờ tính sao đám ba lùng bây giờ? Chẳng lẽ để tụi nó dậy hoài sao? Còn nó bây giờ lỏng hành lắm rồi. Hôm qua còn ngang nhiên đánh người bên mình nữa. Chắc là tụi nó ở đâu mới dạt tới. Lâu rồi không có thấy xuất hiện. Em sợ bọn nó cũng chiếm địa bàn của mình. Biết thì không sao, mà ít ra nó mà biết nể anh chứ. Mẹ, con mời mẹ uống trà. Công việc đội này sao rồi con? Cũng tốt lắm mẹ ạ. Có thật là tốt không con? Thực ra thì mấy bữa nay cũng hơi chậm. Tay con trai hết rồi đây nè. Không sao đâu mẹ. Được làm mấy việc này là con vui rồi. Con vui nhưng mà bố mẹ thì không có vui. Tại sao mà con cứ tự hành hạ con như vậy hả? Mẹ uống trà đi. Bố lo cho con nhiều lắm. Con cứ định sống như vậy tới khi nào vậy? Có khi nào Giang nhớ về gia đình, nghĩ về bố mẹ không con? Mẹ, không phải là con không nghĩ về bố mẹ, nhưng mà con cũng có cuộc sống của riêng con mà. Mà không phải mẹ tới hôm nay để bắt con về công ty đó chứ? Mẹ sẽ bắt con về công ty, nhưng không phải là hôm nay. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, công việc thì đã rút trí lực con người rất là nhanh. Sự nghiệp xây dựng cả đời, cuối cùng nếu mà Giang không có gánh vác thì ai gánh vác đây con? Mẹ mong Giang phải suy nghĩ thật kỹ lại mọi việc. Thôi mẹ về, có cần gì thì gọi cho mẹ nhé. Giang, mẹ em tới có chuyện gì hả? Ủa? Giang, có sao không Giang? Ủa, bác không có đưa Giang về hả? Ủa? Không lẽ bác đưa Giang về thiệt sao ta? Thôi, cậu ở đây đi, để tôi đi lo cho. Gì mà ở đây? Ông à! Cậu bỏ ra đi! Đi đâu vậy? Bỏ ra! Không có được đi! Cô làm gì vậy? Bỏ ra! Không được đây mà! Bảo à! Thôi mà đừng có khóc nữa, khóc xấu lắm đó. Nín đi, nín đi mà, nín đi. Ây da, trời ơi nó căng luôn. Ây da, để tôi nói chuyện bảo hòa, nói bảo hòa. Dạ thưa tổng giám đốc, tôi khi nào anh mới đưa quyển sổ đó cho tôi? Không nói nhiều, tôi cho anh 1 tháng. Alo, alo. Con lớn từng ngày, nhiều lúc em có cảm giác như mình đã mất con anh à. Mày nghĩ mãi rồi dần dần nó cũng sẽ hiểu ra lúc mình sẽ ngang điệu. Còn con Sang Tuyết, mình đã có tin tức gì của nó chưa? Biết là nó còn, nhất định là anh sẽ tìm thấy nó. Anh khổ quá anh à. Em yên tâm đi, bọn chồng mình sống có trước có sau, từ trước đến nay chưa bao giờ gây được gì ác cho anh. nhất định là chồng Phật sẽ phù hộ độ trì cho chúng mình. Vinh. Ủa? Hà Giang đi đâu vậy? Tôi chạy xe vòng vòng. Mà sao giờ này không còn ở đây? Giang tự dưng bỏ đi đột ngột. Điện thoại thì tắt máy. Vinh không biết là Giang có sao không nữa. Thôi, tôi về rồi. Ông đừng lo nữa nha. Mai tôi mua kẹo cho ông. Nè, Giang đừng có nghĩ là Vinh lúc nào cũng như trẻ con vậy. Thôi tôi xin lỗi. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy? Giang ăn gì chưa? Tôi không ăn. Thôi ông về đi. Giang không ăn cơm thiệt hả? Không. Mà nè, mai mốt nếu mà hết giờ đó thì ông cứ đóng cửa rồi về trước, không cần đợi tôi. Bây giờ về đi, mai gặp. Vinh. Sao? Sao lại có chuyện như vậy? Hãy xếp lịch hẹn. Tôi muốn làm việc ngay với họ. Có chuyện gì thế em? Em vừa được báo bên công ty BNT đang giành giật các mối hàng của mình anh à. Có chắc không em? Chỉ là những thông tin không chính xác, cần phải xác minh lại. Việc này là rất quan trọng đấy em ạ. Chúng ta không thể vì vài cái thông tin vỉa hè đó mà làm tổn hại đến cái mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta với các đối tác từ xưa đến nay. Em biết. Mặc dù công ty BNT vừa mới thành lập, nhưng dã tâm của nó không nhỏ chút nào à. Chuyện gì cũng có thể. Vì thế chúng ta phải lường trước mọi sự. Vâng. À, còn về việc của con Giang, em thấy chuyện con nó đi du học phải gác lại anh à. Em muốn con nó thấy cái khó khăn của chúng ta để có thể gánh vác việc công ty. Alo, tôi nghe. Không, cần phải làm dứt khoát. Chúng ta làm ăn sòng phẳng và tôn trọng luật pháp. Ta có cái họ cần và ngược lại. Đây chỉ là một cuộc trao đổi. Nếu cần, tôi sẽ trực tiếp đi thương lượng với họ. Ok, bye. Dạ, em mời anh chị dùng nước. Cảm ơn. Dạ, em xin giới thiệu anh chị biết là quán em hôm nay có một loại trà đặc biệt. Mời anh chị dùng thử. Tôi gọi nước rồi mà. Nhưng mà cái loại trà này đặc biệt lắm, anh chị chỉ dùng một ấm thôi, không ngon không lấy tiền. Phục vụ gì kỳ vậy? Tôi là khách hay là khách? Em xin lỗi. Dạ, Giang đừng có buồn mà. Tại vì khách người ta chưa biết món trà ngon của Giang thôi. Tôi đâu có buồn đâu. Trời ơi, sao tôi gặp bà hoài vậy mà? Anh Danh, bảo hoàng không ạ? Bảo hoàng hoài. Tôi có giấu bảo hoàng trong túi đâu, thử xem coi. Đưa đây coi. Ê, trời ơi, nó giỡn nó làm thiệt hả bà? Tự nhiên nạt à, hỏi trả lời đi. Bảo hoàng ở trển đó. Chả đó. Ừ, lẹ lên đi. Đi ừ. Đó. Nhìn người cũng xinh đẹp. Tội nghiệp quá à. Dạ. Dạ. Dạ biết không? Hôm qua tự dưng bả ra trước này nè, bả ngồi bả khóc quá trời quá đất, không chịu nín, làm Vinh năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn vậy đó. Nè, và ông bắt nạt cô hả? À, đâu có. Tại thằng cha Hoàng đó, không biết ổng thả mồi bắt bóng làm sao á, mà ông để con người ta đi tới đi lui, đi tới đi lui đó. Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. À, trời! Không vô! Trời ơi, đợi tôi chút! Đợi tôi chút! Vinh, ông chạy lên coi sao. Thôi được rồi. Trời ơi, từ từ làm cái gì mà la dữ vậy? Bây giờ cô muốn cái gì? Đâu có gì đâu, nhìn dữ vậy? Thì gớm quá nhìn á. Anh chỉ gạt tôi phải không? Anh nói là ở trên đây á là có bảo hoàng nè. Tôi ngồi tôi chờ hoài luôn á, không có thấy ai hết. Anh chỉ gạt tôi. Tôi đâu xí gạt gì đâu. Hồi nãy tôi thấy ổng ở trên đây thì tôi nói trên đây. Còn bây giờ ổng đi đâu thì tôi đâu có biết. Ở trên đây sao không có? Xí gạt rõ ràng rồi còn cãi nữa. Mệt quá à. Bây giờ đợi bảo hoàng phải không? Ừ. Ngồi đợi đi, tôi đi xuống. Ừ, đúng lại. Tôi chưa kêu nước gì mà đi xuống là sao? Bây giờ cô uống cái gì? Sữa trà đi. Sữa trà là cái gì? Tôi không có hiểu. Trời ơi, là trà sữa đó. Trà sữa hoài. Thôi uống đại ấm trà đi. Thôi đi, đừng có dụ tôi. Trời ơi, nó đắng muốn chết rồi, sao uống nổi. Tôi nói là trà sữa, sữa trà, hiểu chưa? Tôi thích uống cái đó đó. Nói tóm lại là cô sữa uống nhiều sữa mà ít trà. Anh đổ thiệt nhiều sữa vô và cho một chút xíu trà thôi, gọi là sữa trà. Còn trà sữa đó là đổ nhiều trà mà ít sữa, hiểu chưa? Cái gì mà rối nù vậy trời. Bây giờ nói tóm lại là cô uống trà sữa, sữa trà. Trà sữa, rồi thêm miếng sữa chứ gì. Tôi muốn uống sữa trà, nhiều trà. Nhiều sữa mà ít trà. Sữa trà, trà sữa. Ủa mà quên rồi, uống gì quên rồi. Uống sữa trà. Sữa trà, trà sữa. Sữa trà, sữa trà, tôi thêm miếng sữa. Sữa trà, sữa trà, tôi thêm miếng sữa. Trà sữa, sữa trà. Ủa, ai chỉ ở đây vậy? Đúng rồi, đúng là cái quán này rồi. Có những cái nêm cá, những cái làm đen rồi vậy rồi. Đúng là không có nhạc cài nhật phải không? Đúng. À, tụi mình sẽ chịu vậy em, tôi cũng mới tới nè. Biết không? Quán này trà bố trí ly trà, pha trà rất là ba cái nhạc cài nhật đó là tôi không có ưa được. Nhưng mà mình thì thích trà ngon vậy, học sen. Còn tụi nhỏ giờ thích uống trà pha sữa. Không biết tụi nó uống làm sao, mình không hiểu phải không? Nó lại còn mà ba cái nhạc hip hop mà nhảy trụng đít lên rồi này kia. Trời ơi, tôi trà như này á, xe thì mới là thú vị đúng không? Đúng rồi. Vì tháng nay á là cái cậu thanh niên tập thể dục á, cậu thanh niên á giới thiệu tôi đến cái quán này. Đấy. nhưng mà nó có giới thiệu, nó nói vậy nè, cái quán này uống trà ngon mà không có hoa sữa, thành ra tụi tôi mới kéo nhau tới đây đó, chứ là không có nhạc cà giật nữa. Mày đừng có thắc mắc cái nhạc cà giật không à, nhạc cà giật thì chắc chết rồi. Sao mà thắc mắc có nhiêu đó vậy hả? Trà luôn rồi. Đấy, ông thắc mắc cái nhạc cà giật không à. Xong rồi. Spacey Dylan SH gặp con này là chết ngắt. Dân sành điệu phải chơi Vespa cổ mới đúng. Anh hai nói rất đúng, anh hai đúng lời có mắt tin đời. Dân nghệ bây giờ là toàn chạy Vespa không à. Đi SH Dylan á, giờ nói chỉ là trào phú mà thôi. Đi Vespa mới đúng là dân sành điệu. Ê, cậu thấy sao? Tôi không thích chỗ này lắm. À, rồi, này anh xem này. Đó, anh hai thấy chưa? Xe Vespa đó dành cho toàn lớp quý tộc, đâu phải ai cũng có thể chạy được đâu. Mà máy móc này đúng thời xịn làm, rất là tốt. Anh hai cứ yên tâm, tất cả nè, bộ thắng đĩa nè, em xài 2 tháng nha. Đó, tháng trước nè, tháng sau nè, rồi tất cả những phụ tùng trên xe em mua từ bên nước ngoài về. Mà để tìm được cái con xe này đó, em phải lùng sục ở tận miền Tây mấy tháng trời mới có. Anh hai duyệt chưa? Thằng bạn em hồi trước nó trả em 5.000 đô, em không có bán. Anh thử đi. Đối với anh á thì tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là xe phải thật mốt và tốt là được rồi. Anh yên tâm về chất lượng xe. Xe của em là thợ tốt nhất Việt Nam làm đó, không có bị hư hỏng vặt. Anh thử mà xem. Một máy nha. Ừ. Tốt lắm đó. Các ông các bà nhớ nha, quán này đó. Đúng rồi, tôi cũng thích rồi. Quán này là em. Tôi nhớ đó là tại vì nó không có cái nhạc cà giật á. Yeah. tôi ghiền cái trà ngon thôi, đúng không? Đúng tuổi rồi thì uống cái trà cho nó có đúng cái bản chất của trà đó. Chắc. Đúng rồi. Họ vui quá em hả? Ừ. Anh biết không, từ sáng khi họ đến đây đến bây giờ họ chỉ toàn nói về trà sữa, trà dây, rồi nhạc cà dược, con dâu. Em nghe muốn dứt cái đầu. Anh thấy họ có vẻ thích trà của em đấy chứ. Em không biết nữa nha. Rồi cũng có thể là họ đến đây vì ở đây không có nhạc cà dược và không có con dâu. Mời các bạn dùng nước. Cô Thu nè. Dạ. Tôi nói với cô lần nữa nha. Dạ. Cô còn trẻ đúng không? Dạ. Tại sao cô không tìm một công việc nào tốt, phù hợp với cô mà cô làm? Suốt ngày cô tới đây, rồi làm phiền tôi, rồi chăm chăm nhìn tôi vậy đó. Cô biết là tôi khó chịu lắm không? Cô biết sao cô còn vậy nữa? Cô làm tôi mất hứng quá. Rồi, khóc nữa. Sao khóc hoài vậy cô? Trà này uống đi. Khóc hoài. Trà đi. Kệ tôi. Nó có mới nên mình nói. Thôi nín đi, uống trà đi. Rồi thấy khỏe liền à. Tôi đã nói là tôi thích trà sữa. Biết trà sữa không hả? Trời ơi tôi biết. Nhưng mà bây giờ uống trà đi, thấy tâm hồn nó thoải mái hơn là uống trà sữa. Lát tôi mang trà sữa lên đây, được không? Nè, tôi nói cho cô biết nha, mai mốt á cô đừng có quen cái thằng cha hoàng đó nữa. Sao vậy? Ủa? Nè, mà cô nên quen. Bởi vì cái thằng chả bề ngoài cứ lạnh lùng đi qua đi lại rồi hay là la ó em chứ. Thực ra... Thì ra sao? Cậu đang thử thách. Cái gì? Đang thử thách cô đó. Thử thách đó hả? Ừ. Thử thách là sao? Trời ơi, cô không biết chứ. Bởi vì tôi nhìn người rất là hay. Mấy bữa trước á, nó có tâm sự với tôi là nói cô rất là xinh đẹp. Có thiệt là ảnh nói với anh á là em đẹp không? Trời, nói thiệt mà. Bây giờ ha, cô đừng có quan tâm với thằng chả, bởi vì thằng chả bây giờ đang lạnh lùng hay là làm ra vẻ gì đó, đừng quan tâm gì hết, cứ để cho hắn thử thách. Thử thách hả? Ừ, cứ để cho hắn thử thách. Anh ơi, vậy là có tình yêu đúng không? Đúng rồi. Ê, cái gì mà cười mình thấy ghê vậy? Tôi đang tính mà. Tính gì? Nè, làm cái gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy? Không phải việc của cậu. Nè, cổ đâu rồi? Cổ nào? Hà Giang hả? Không, cái cô mà trà sữa đó. Tìm cổ không? Có gì không? Sợ muốn chết đi được, tìm gì mà tìm. Cổ đi về rồi. Về rồi hả? Vậy là tốt rồi. Cho một bình trà đi. Không có rảnh ha, tự phục vụ đi. Nè, phục vụ khách hàng kiểu vậy đó hả? Phục vụ mặc đồ như đi quýnh lộn vậy đó. Ê, nói cái gì? Muốn quýnh lộn hả? Mời anh chị. Mời anh chị. Ủa anh đi lại như bay vậy? À, anh về nhà có chút việc, xong là anh lại đây liền đó. Ủa anh Phi có việc bận hả anh? Mấy bên em không thấy anh đâu. Sao? Phi hả? Tại em thấy hai anh đi đâu cũng có nhau mà. Em làm như tụi anh là gây không bằng vậy đó. Mà dạo này Phi bận lắm em, lúc nào cũng mãi mê đi tìm vị sư cô đó. Mê mê mẩn mẩn như người trên mây vậy đó. Mà không biết chừng nữa hả, anh tới đây cũng là vì em giống cổ. À, hai bạn, quán mình đang có một loại trà rất đặc biệt, các bạn dùng thử nha. Tôi chết tiệt, mày dám nói xe này xe xịn đó hả? Hả? Mày biết anh Hoàng mày là ai không mà bán xe vớ vẩn gì? Mày nó không nói nhiều nữa, mày tới đây lấy chiếc xe này về liền. Cái gì? Không giải thích, mày tới ngay Thảo Cầm Viên lấy chiếc xe này về, không tao quăng á, tao đi taxi về á. Cái xe này bán sát dụng đi chứ làm gì? Mà dạo này Phi bận lắm em, lúc nào cũng mãi mê đi tìm vị sư cô đó, mê mê mẩn mẩn như người chín mây vậy đó. Mà không biết chừng nữa hả, ảnh tới đây cũng là vì em uống cổ đó. Bữa nay em có chuyện gì? Sao anh thấy em không được tập trung lắm? Đâu có chuyện gì đâu anh, em bình thường mà. Chuyện liên quan tới Trần Phi à? Không có đâu. Mà tại sao lại nghĩ như vậy? Cũng đâu khó đoán. Anh này, sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy? Thực ra thì anh là ai? Em muốn anh là ai thì anh là người đó. Đơn giản thôi. Em tệ quá. Loại trà này em đã so tẩm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa được. Đâu có. Anh thấy em gần đạt được rồi đó. Chỉ cần cố gắng một chút xíu đó thôi. Anh à, anh biết chữ Hán đúng không? Biết chứ. Em cần phiên dịch à? Anh rất sẵn sàng. À mà thôi, không cần đâu anh, chuyện vớ vẩn đấy mà. Vâng. Vâng ạ, con về ngay. Hà Giang, bố gọi con về có gì không bố? Bố quyết định là sẽ chiều theo ý con, không bắt con phải đi du học nữa. nhưng ngay từ ngày mai con phải trở về nhà để giúp mẹ quản lý công ty cho tốt. Bố à, chuyện này con không thể đâu. Tại sao con không nghe lời bố mẹ? Thấy đấy, bố mẹ đã vất vả vì con như thế nào. Bố không muốn con sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Giang, Giang hả? Anh hứa với em ăn nói nhỏ nhẹ với con. Lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Nó là không biết bố mẹ nó khốn khổ như thế nào. Nếu nó không sớm nhập cuộc thì làm sao nó có thể đứng vững trong tương lai được chứ. Anh đâu có nói rõ ngọn ngành. Con nó còn nhỏ, anh phải nói xa nói gần cho con nó hiểu. Không được. Anh không có cái thói quen nói vòng vo tam quốc như vậy đâu. Mà anh muốn đặt vấn đề một cách thẳng băng không? Ừ, lúc nào anh cũng muốn đặt vấn đề thẳng băng thôi. Cho nên lần nào bố con cũng cãi cọ nhau như vậy đó. Em thấy đấy, con mình nó đâu phải là đứa ngu dốt để nó không tự nhận thấy rằng cái đống bùng nhà bùng cục của Hà của họ chẳng là cốc ăn việc làm của nó đấy. Thực ra rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Em xin anh bớt căng thẳng với con, kẻo con lại bỏ đi một lần nữa. Em sống sao nổi thế nào? Bố quyết định là sẽ chiều theo ý con, không bắt con phải đi du học nữa. Nhưng ngay từ ngày mai, con phải trở về nhà để giúp mẹ quản lý công ty cho tốt. Nếu như mình nghe lời bố mẹ thì công việc của mình sẽ như thế nào? Ngọn lửa, mình cam quyết những ví dụ trong sổ của nó có nghĩa là việc này mình phải tự làm thôi, không ai có thể giúp mình được. Mình phải từ bỏ đam mê của mình. Không, không thể nào. Mình không thể bỏ cuộc. Alo. Em à, tự nhiên anh muốn gọi điện cho em. Không làm phiền em chứ? Anh sợ là em đã ngủ. Không, em chưa ngủ anh à. Hình như em có điều gì giấu anh đúng không? Hồi tối này anh thấy em có vẻ gì lạ lắm. Không anh à, chỉ là một số chuyện riêng tư. Nhưng anh đừng lo, em sẽ thu xếp được mà. Anh tin điều đó mà. Em luôn là cô gái mạnh mẽ mà đúng không? Chúc anh ngủ ngon. Ok, em ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại em sau. À, có chuyện này chút nữa anh quên. Anh muốn bàn với em một kế hoạch. Chuyện gì thế anh? À, anh muốn... Em cảm ơn anh nhé.